Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của lợi nhuận. Làm thế nào để bạn xác định lợi nhuận? Khả năng sinh lời là một khả năng của một công ty sử dụng các nguồn lực của mình để tạo ra doanh thu vượt quá chi phí của mình. Nói cách khác, đây là khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động của công ty. Lợi nhuận với ví dụ là gì? Lợi nhuận là mục tiêu chính của tất cả các dự án kinh doanh. Lợi nhuận được đo bằng thu nhập và chi phí. Thu nhập là tiền được tạo ra từ các hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu cây trồng và vật nuôi được sản xuất và bán, thu nhập được tạo ra. Lợi nhuận quan trọng như thế nào? Lợi nhuận bằng doanh thu của một công ty trừ chi phí. Kiếm lời lợi nhuận rất quan trọng đối với các một doanh nghiệp nhỏ, vì lợi nhuận ảnh hưởng đến việc liệu của một công ty có thể đảm bảo tài chính từ ngân hàng, thu hút các nhà đầu tư để tài trợ cho hoạt động của mình và phát triển kinh doanh hay không. Các công ty không thể duy trì hoạt động kinh doanh mà không mang lại lợi nhuận. Lý thuyết lợi nhuận là gì? Lý thuyết lợi nhuận Maslow. Theo lý thuyết này, có một tỷ lệ lợi nhuận bình thường là tiền lãi phải trả cho chủ sở hữu vốn như một phần thưởng cho việc tiết kiệm và đầu tư tiền của họ thay vì tiêu thụ tất cả các thu nhập của họ, tích trữ chúng. Điều gì quyết định lợi nhuận của một công ty? Đối với một công ty để thành hoặc lợi nhuận, thu nhập vượt quá chi phí. Lợi nhuận cho công ty được xác định bằng cách phân tích những gì còn lại sau khi trừ chi phí do tổng doanh thu. Bất kỳ biện pháp tiết kiệm chi phí nào do một công ty khởi xướng sẽ giảm chi phí và tăng lợi nhuận tổng thể. Lợi nhuận có ý nghĩa gì trong kinh doanh? Khả năng sinh lời là khả năng một doanh nghiệp để kiếm được lợi nhuận. Lợi nhuận là phần còn lại của doanh thu mà doanh nghiệp tạo ra sau khi họ thanh toán tất cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, chẳng hạn như sản xuất sản phẩm và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Làm thế nào có thể cải thiện lợi nhuận? Có 4 lĩnh vực chính có thể giúp thúc đẩy lợi nhuận, đó là giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng năng suất và tăng hiệu quả. Bạn cũng có thể mở rộng sang các lĩnh vực thị trường mới hoặc các phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Hiệu suất lợi nhuận là gì? Định nghĩa tỷ suất sinh lời. Một lợi nhuận tỷ lệ là thước đo khả năng sinh lời, mà là một cách để đo lường của một công ty thực hiện. Khả năng sinh lời chỉ đơn giản là khả năng tạo ra lợi nhuận, và lợi nhuận là những gì còn lại trừ thu nhập kiếm được sau khi bạn đã khấu trừ tất cả các chi phí và chi phí liên quan đến việc kiếm thu nhập. Tại sao điều quan trọng là phân tích lợi nhuận? Phân tích lợi nhuận cho phép các công ty tối đa hóa lợi nhuận của mà họ và do đó cũng tối đa hóa các cơ hội mà doanh nghiệp có thể tận dụng để giữ cho mình thành công và có liên quan trong một thị trường rất năng động, cạnh tranh và sôi động. Quản lý lợi nhuận là gì? Quản lý lợi nhuận liên quan đến việc kiểm soát cả chi phí kinh doanh và doanh thu của nó. Quản lý lợi nhuận hiệu quả đề cập đến action, chi phí và maximization doanh thu. Các biện pháp tốt nhất của lợi nhuận là gì? Số liệu tốt nhất để đánh giá lợi nhuận là tỷ lệ lợi nhuận ròng, tỷ lệ lợi nhuận trên tổng doanh thu. Điều rất quan trọng để xem xét tỷ lệ kỹ ròng, vì một con số lợi nhuận đơn giản bằng đồng đô la là không đủ để đánh giá sức khỏe và tài chính của công ty. Kế toán lợi nhuận là gì? Khả năng sinh lời là một tình huống trong đó một thực thể đang tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận phát sinh khi tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí trong một kỳ báo cáo. Khả năng sinh lời được do bằng tỷ lệ lợi nhuận ròng và tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Phân tích lợi nhuận là gì? Trong kế toán chi phí, phân tích khả năng sinh lời là một phân tích của khả năng sinh lời của một chức kinh G đầu action, đầu ra của một cơ quan G, có thể được nhóm thành các sản phẩm, khách hàng, địa điểm, cân hoặc giao dịch. Mục tiêu của lợi nhuận là gì? Khả năng sinh lời mô tả khả năng của một nhà bán lẻ để duy trì hoạt động kinh doanh, đặt mục tiêu cho tổng kinh doanh và doanh nghiệp sẽ thực hiện sau khi tất cả các hóa đơn được thanh toán
có thể giúp quản lý bán lẻ thực hiện mọi việc từ đưa ra quyết định tuyển dụng quan trọng để quyết định thời điểm và địa điểm xây dựng các địa điểm bổ sung. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.